Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu cái vườn hồng điều với hồng đào của mình nhá. Hai cái tên này mà nó thấy nó cũng giống giống nhau. Mình là người chỉ là người chơi thôi, chứ không phải là dân làm vườn buôn bán, cho nên là cái tên của nó cũng thực sự là cũng không, bây giờ đến bây giờ này không thể phân biệt được. Đấy. Giống hoa này đặc điểm là nó rất là sai hoa nhá. Sai hoa đây. Khi mới nở thì nó màu hồng. Đấy, khi mới nở nó màu hồng. Và khi nó nở toe toét rồi thì nó chuyển sang màu trắng. Hồng, trắng. Đến cuối cùng đến lúc nó tàn thì nó thành trắng. Đấy, thành trắng. Bông. Bông rất nhiều màu chưa? Một rừng luôn. Thấy không? Buổi tối thì nó sáng như sao hết các bạn ạ. Mình sẽ quay từng cây cho các bạn xem nhé. Đây là một cây này. Đó. Làm để chơi thôi, trồng để chơi ở vườn thôi, cho nên là cũng chỉ cần nó thế này thôi các bạn ạ. Nhưng mình cũng không có chậu nhưng mà không muốn cho lên chậu. Đây một cây nữa này. Thấy không? Cây đẹp không? Đấy, cũng chưa có sức để đi cắt. Cây này thì bị hoa tàn rất là nhiều. Đấy. Được cái là kể cả những cây bé bé hoa rất là nhiều luôn. Đấy không? Đây nha. Đấy. Úi xùi xùi. Đẹp tuyệt vời chưa? Các bạn thấy đẹp không? Các bạn thấy đẹp thì ấn like đăng ký một tí. À, mình vừa phát hiện một cái con bọ nhá. Con bọ này rất là nguy hiểm đấy. Bọ này là nó hay ăn hoa hồng lắm. Tốt nhất là bắt nó đi. Bắt nó đi. Đấy. Bọn này phải xử nó, xử đẹp luôn. Xử đẹp luôn. Không để nó ấy luôn. Cắn hết cánh luôn. Wow. Nhìn cây này đã mắt chưa? Xài nhá. Xài sáng rực lên cả nhà. Đúng là tuyệt vời luôn. Wow. Em quay lại. Úi xùi ôi. Wow. Nhiều khi nó hoa nó nhiều mà bận không quay được. Đấy nên cũng phí. Đấy không? Mình đang ở Hà Nội nhá. Nên cái thời tiết mùa hè này nó hoa được như thế này là đẹp lắm rồi các bạn. Thế này là lung linh lắm rồi. Nếu mà mùa đông thì nó tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mùa hè này là cảm nhận thế này là quá ok rồi. Tiếp tục quay cái cây. Đây cây hồng điều nữa. À. Thấy chưa? À. Đấy. Thấy chưa? Wow, cái cây này hoa cũng không kém này.
sai hoa không kém cái cây kia. Cảm thấy thấy được chưa? Đẹp thế nhỉ. Đấy. Tiếp tục một cây nữa này. Đấy, tiếp tục một cây nữa nhỉ. Sáng rực một góc vườn. Thế thôi, hoa thì thế thế thôi. Đơn giản dễ trồng. Đấy, đây này. Ôi, đẹp mê ly. Đẹp mê ly quá cả nhà ơi. Mê ly quá sao mà nó sai bông thế. Sao mà sai bông thế. Gió rung rinh. Quá đẹp luôn trong một vườn hoa. Một vườn hoa đồng điều và hồng đào. Cây này nuôi thì phải sang năm. Sang năm thì cái tán nó sẽ to. Thì nó sẽ đẹp muốt nữa. Năm nay thì nó chỉ ở mức độ này. Đấy, cái cây này các bạn nhìn xem, các bạn xem gốc. Đấy, gốc này. Cái này nó cao khoảng 1m2 nhé. 1m2, tán nó rộng cũng phải đường kính 1m. Ai, một lần nữa nhìn này. Nhìn thêm, quay thêm. Toàn cảnh, đẹp chưa. Đấy, quay tiếp một cây này, này. Cây này thì mới cắt xong rồi, còn một ít bông thôi. Nhờ và các bạn nhìn gốc chi này. Gốc chi, một thân. Đấy, gốc này nó cũng phải to bằng cái cán dao nhá. Đây, mầm hoa rất là nhiều. Đó. Những cây nhỏ nhỏ kia nó cũng đầy hoa thì các bạn nhìn này. Đó. Cây nhỏ nhỏ toàn hoa luôn. Đây là hồng nhung. À. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều.